thật to à? Một xuống. Wow. 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 Mình đi rồi. Wow. Xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý đại biểu, các vị khách quý và toàn thể bà con Lào Cai trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết buổi tối hôm nay từ trưa đến giờ có ai đang đợi Hoàng Minh Di không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Hòa có nhớ là vào khoảng tầm mười mấy năm trước ấy, thì Hòa đã từng về Lào Cai biểu diễn một lần rồi. Lúc đó thì Hòa chưa là ca sĩ nổi tiếng. Lúc đấy thì Hòa vẫn đang đi hát, người ta gọi là hát lót cho ca sĩ nổi tiếng ở các phiên hội chợ. Và ngày hôm nay thì Hòa Minh Di đã quay trở lại trên sân khấu với cương vị là một ca sĩ và hát những bài hát hay nhất của mình dành tặng cho mọi người. Hy vọng là Hòa và Lào Cai tối nay sẽ có những kỷ niệm thật là tuyệt vời nha. Đồng ý không ạ? Bây giờ thì Hòa sẽ hát thêm một bài hát mà bài này thì rất là cần những ánh đèn flash của mọi người. Mọi người có sẵn lòng với Hòa không? Ca khúc này thì Hòa muốn cái tên của nó sẽ mang hết tất cả những điều gì không vui đi. Mọi người hãy chỉ quan tâm cái tựa đề tên của nó thôi nhé. Ca khúc với tựa đề Rời Bỏ, xin mọi người cùng thưởng thức. Chúng ta nhìn thấy một bầu trời đầy sao tại Lào Cai cùng Hòa Minh Di ngày hôm nay được không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tối nay thì ở trên trang Facebook của Hòa thì Hòa có up một cái bài post nói về việc Hòa đã về tới Lào Cai rồi. Và ở đó thì có rất là nhiều các mẹ dẫn các bé đi, thì Hòa cũng hy vọng các bé sẽ được an toàn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Bây giờ thì trước khi hát tới bài hát tiếp theo thì cho Hòa xin mọi người tưởng Hòa thôi hả? Không, các bạn nhớ hả? Con hát hả? Đây, Hòa còn một lời chào gửi đến kênh của anh Hải nữa. Ở trên YouTube vừa nãy em cũng xem từ nãy đến giờ. Chào tất cả mọi người. Hòa xin được chia sẻ một vài lời trước khi đến bài hát tiếp theo được không ạ? Như mọi người thì cũng đã biết là cơn bão Yagi vừa qua đã để lại rất là nhiều những đau thương. Và thật ra thì tỉnh Bắc Ninh là nơi mà Hòa sinh ra cũng phải chịu rất là nhiều những thiệt hại. Cái lúc mà cơn bão đổ bộ vào thì Hòa có một chút vấn đề cá nhân. Hòa không thể nào mà tới gần với mọi người được, không thể nào tới trực tiếp để giúp đỡ mọi người được. Và lúc đó thì Hòa cảm thấy rất là bức rứt trong lòng. Thì Hòa chỉ biết là mình gửi một số tiền nho nhỏ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhờ đảng, nhờ nhà nước, nhờ các chú bộ đội, công an, chính quyền để có thể giúp đỡ người dân. Mà sau đó khi mà Hòa đã ổn hơn rồi thì Hòa quyết định là đã dành doanh thu bán hàng của mình từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 để có thể có một số tiền đến tận tay trao cho mọi người. Và Lào Cai là nơi đầu tiên mà Hòa lựa chọn để tới. Ngày mai thì Hòa sẽ có một chuyến thiện nguyện ở Lào Cai. Thì ngày hôm nay thì Hòa cũng rất là vui và cảm ơn các bác lãnh đạo tại tỉnh đã hỗ trợ và tạo điều kiện. Và cảm ơn chú Sơn là phó chủ tịch của Mặt trận Tổ quốc ở huyện Simacai. Ngày hôm nay thì cũng đã giúp Hòa là đưa tới sân khấu ngày hôm nay 5 hộ bị thiệt hại rất là nặng tại Simacai. Và Hòa xin được trao tặng phần quà của mình trực tiếp trên sân khấu ngày hôm nay ngay bây giờ được không ạ? Xin được mời chú có thể dẫn bà con lên sân khấu rồi để nhận quà của Hòa được không ạ? Cầm một chú phát được không? Dạ. Cầm một chú này được không? Không biết là bà con đang ở đâu mà có thể tạo điều kiện để cho mọi người lên sân khấu được không ạ?
sân khấu ạ. Cháu mời chú ạ. Qua của Hoa thì Hoa mong là tất cả mọi người sẽ trực tiếp ủng hộ vào số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai ngày hôm nay để có thật là nhiều sự giúp đỡ tới bà con khác nha mọi người. Dạ vâng ạ, đây là quà của Hoa. Đây là tiền của con thì cũng không có nhiều lắm, mọi người nhận giúp con vui nhé. Dạ đây ạ. Dạ đây ạ. Dạ đây ạ. Dạ đây ạ. Mọi người sẽ cảm thấy ấm áp và mọi người sẽ hồi sinh thật là mạnh mẽ. Cố lên Lào Cai ơi. Vời này và ý nghĩa này. Mọi người đi cẩn thận ạ. À. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc nhá. Ok. Sau đây sẽ là một bài hát mà Hoài hy vọng là sẽ là một ca khúc mang lại sức sống, mang lại niềm hy vọng, mang lại sự hồi sinh mạnh mẽ cho Lào